Một chuyến bay tại phi trường Detroit bị tạm hoãn vì chiếc máy bay trượt vào đường băng, tin từ Miami. Vào sáng sớm ngày hôm nay, một chuyến bay tới Atlanta đã buộc phải dời lại sau khi chiếc máy bay này bị trượt trên đường băng và sân cỏ ở phi trường Detroit Metro. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có tới 183 hành khách đang ngồi trên chiếc máy bay của hãng Delta. Rất may là vụ việc này không khiến cho hành khách nào bị thương. Chuyến bay nói trên đã được dời lại vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Theo một thông báo của hãng Delta cho biết, các kỹ sư của công ty hiện đang trên đường tới phi trường và sẽ kiểm tra lại chiếc máy bay này.